Kính chào quý vị, kính chào các đồng chí. Bây giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình truyền hình An ninh Đà Nẵng phát định kỳ hàng tuần trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Đà Nẵng. Chương trình hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau. Tuyên truyền giáo dục chấp hành pháp luật trực tiếp đến người dân bằng hình ảnh, cách làm sáng tạo của Công an quận Cẩm Lệ. Thì tôi cũng sẽ rất ủng hộ chương trình này bởi vì nó sẽ đem lại cái điều tốt đẹp thêm cho mọi người và cho thành phố của chúng ta. Như thường lệ, chuyên mục ống kính phóng viên với góc nhìn về khoảng trống luật pháp trong xử lý tội phạm ngáo đá giết người. Bây giờ, mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tối ngày 11 tháng 9, tại tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Truyền hình Công an Nhân dân toàn quốc lần thứ 11. Liên hoan năm nay, ban tổ chức đã nhận được 354 tác phẩm dự thi, trong đó có 196 tác phẩm báo chí, 72 chuyên mục an ninh trật tự, 86 tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt, cùng 65 người đăng ký dự thi phát thanh viên người dẫn chương trình với tiêu chí chuyên nghiệp, hiệu quả, thân thiện. Liên hoan truyền hình là dịp để những người làm truyền hình trong lực lượng Công an Nhân dân trên cả nước gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ truyền hình, góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an, xây dựng hình ảnh người công an đẹp hơn trong lòng nhân dân. Công an thành phố Đà Nẵng có nhiều sáng tạo trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đó là đánh giá của Thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh, Phó trưởng phòng Văn hóa Văn nghệ, Cục Công tác Chính trị Bộ Công an tại buổi kiểm tra khảo sát việc triển khai chương trình thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2011-2015 trong Công an thành phố Đà Nẵng vào ngày 11 tháng 9. Với thành tích đã đạt được, từ năm 2011 đến năm 2016, Công an thành phố được Bộ Công an công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an Nhân dân. Ngày 14 tháng 9, Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu đã tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ nhân viên các phòng, ban ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang trên địa bàn quận. Thông qua buổi tập huấn, các học viên đã được bồi dưỡng những kiến thức cần thiết về bí mật nhà nước và công tác bảo vệ bí mật nhà nước để áp dụng thực hiện tại cơ quan đơn vị mình, từ đó tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước đi vào chiều sâu và có chất lượng hơn. Ngày 12 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Huỳnh Nhung, 25 tuổi, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng về hành vi cướp tài sản theo điều 168 Bộ luật hình sự. Trước đó, nhận tin báo từ người bị hại là chị Huỳnh Thị Thùy Trang thuê trọ tại số 2A trên đường Nguyễn Bá Lân, quận Ngũ Hành Sơn về việc bị một thanh niên đột nhập vào phòng trọ dùng kéo để uy hiếp lấy đi một điện thoại iPhone 6 Plus, hơn 2 triệu đồng và một số tờ tiền nước ngoài. Gây án xong, kẻ cướp yêu cầu chị Trang đưa chìa khóa cổng dãy trọ để thoát thân. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu chung tay xây dựng thành phố Bốn An, thời gian qua, công an các đơn vị địa phương đã có nhiều cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm. Cách tuyên truyền trực quan tại những quán cà phê tập trung đa phần là thanh thiếu niên, những người ít khi tham gia vào các buổi tuyên truyền ở khu dân cư của Công an quận Cẩm Lệ là một ví dụ. Tuy chỉ mới thực hiện được thời gian ngắn, nhưng cách làm này đã nhận được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân. Hơn một tháng nay, quán cà phê này dường như đông khách hơn. Chẳng phải vì phim hay hơn, cà phê ngon hơn. Điều khác biệt chính là những đoạn clip này. Không khí xem SEA Games 29 tại một số quán cà phê quận Cẩm Lệ bắt đầu bằng hình thức tuyên truyền trực tiếp như vậy. Không ít thanh thiếu niên lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy những thủ đoạn của những tên tội phạm qua hình ảnh phóng sự, video clip tuyên truyền về phòng chống loại tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn mình sinh sống. Ban ngày thì đa số là anh em làm việc không có thời gian, thì ban đêm thì ra có cà phê để giải trí, hình thức tuyên truyền như vậy là phù hợp. Hoàn toàn khác với những buổi tuyên truyền ở khu dân cư, tổ dân phố. Tuyên truyền tại những quán cà phê có số lượng khách đông đủ mọi lứa tuổi, thành phần. Nhất là nhóm đối tượng dễ sa ngã được xem là rất hiệu quả. Với phương châm,
người dân không đến với mình thì mình tìm đến với dân. Những cán bộ chiến sĩ làm công tác xây dựng phong trào Công an quận Cẩm Lệ đã mạnh dạn từ ý nghĩ đến hành động để cách tuyên truyền này phổ biến đến tận khu dân cư, từng kiệt hẻm. Thông qua chia sẻ với lại trong cái USB, rồi email, rồi YouTube hoặc là Zalo, bạn chỉ cần có thể là ngồi trực tiếp để chúng tôi thao tác để bạn xem, hoặc là cũng có thể là bạn truy cập trên các mạng, bạn phải tải về bạn xem trong thời gian 10 phút thì bạn có thể là cập nhật được những cái thông tin liên quan đến cái vấn đề là phòng chống tội phạm như trộm cắp, rồi phòng chống ma túy, rồi trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy. Với thời lượng ngắn gọn và những thao tác đơn giản là chủ các quán cà phê đã có thể thường xuyên mở video clip tuyên truyền phòng chống tội phạm cho khách hàng của mình theo dõi mà không hề ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Việc tuyên truyền theo mô hình này cũng giúp cho lực lượng công an của 6 phường thuộc quận Cẩm Lệ thuận lợi hơn trong việc vận động nhân dân cùng nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm. Ngoài ra, cách tuyên truyền này cũng khiến cho không ít đối tượng hình sự chột dạ khi tham gia theo dõi, thấy bóng dáng của mình trên clip. Cái chương trình bóng an của thành phố hoặc là những chương trình khác mà cần phải tuyên truyền thì ta có thể lồng ghép vào như thế này. Thì riêng hoàng quán thì tôi cũng rất ủng hộ cái chương trình này, bởi vì nó sẽ đem lại cái điều tốt đẹp thêm cho mọi người và cho thành phố của chúng ta. Mình mong rằng cái tuyên truyền này nó sẽ rộng rãi hơn trong các quán cà phê như công viên, khu vui chơi để người dân có thể biết được cách phòng chống tội phạm. Mạnh dạn thay đổi, sáng tạo phương thức tuyên truyền mới để giúp người dân chủ động phòng ngừa các loại tội phạm là cách Công an quận Cẩm Lệ đã và đang thực hiện, góp phần xây dựng thành công mục tiêu Đà Nẵng thành phố bốn an. Hy vọng nâng cao ý thức cảnh giác của người dân và thúc đẩy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần ổn định an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, chỉ một thời gian ngắn đã xảy ra nhiều vụ trọng án giết người dã man. Đà Nẵng, thành phố biển hiền hòa, thậm chí còn được ca ngợi như thành phố đáng sống, bỗng trở nên bất an hơn bao giờ hết. Nhập cuộc theo chân các điều tra viên, lần theo các vụ trọng án, một nỗi ám ảnh còn lớn hơn cả những cái chết đang hiện lên với nhiều câu hỏi liên quan đến ngáo đá, một thủ phạm gây nên nhiều vụ trọng án ghê người, nhưng ở góc độ pháp luật vẫn chưa được nghiêm trị. Lúc đó là bút khi một bao bút dùng mắt ông làm hợp đồng ai luôn. Đã gần một năm, người dân tại khu vực bãi biển Mân Thái vẫn còn ám ảnh bởi vụ án giết người dã man, móc cả hai mắt nạn nhân. Đối tượng gây án được xác định trước đó đã dùng ma túy tổng hợp dẫn đến loạn thần. Không chỉ trong đêm khuya trên bờ biển vắng, mà ngay cả trong lòng thành phố, trong những khu dân cư an lành, những vụ trọng án giết người dã man do các đối tượng ngáo đá gây ra tiếp tục gia tăng, gây lo lắng cho người dân Đà Nẵng. Nhiều hình thức giết người man dợ như vụ Lê Tấn Tài dùng tay móc mắt, vụ Nguyễn Hoài Thanh dùng xẻng đập nát đầu nạn nhân. Qua hai cái vụ án vừa rồi, các anh thấy mình không cầm được nước mắt đâu, mình không kiềm chế được cái cảm xúc của mình đối với lại cái tình trạng tội phạm do cái ma túy mang lại đó. Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng là nơi tạm thời quản lý và điều trị các đối tượng, vừa là bệnh nhân vừa là tội phạm giết người liên quan đến ma túy đá xảy ra trong thời gian qua. Không hề có công cụ hỗ trợ và cũng không hề có một lực lượng nào bảo vệ. Thế nhưng những y bác sĩ đang công tác tại bệnh viện này ngày đêm phải đối mặt, sống cùng môi trường với các đối tượng vừa gây ra những vụ án giết người man dợ. Dù được gọi là bệnh nhân, nhưng đây là những đối tượng giết người nguy hiểm. Vậy nên hơn ai hết, những y bác sĩ ở đây rất hiểu và cũng rất lo sợ. Rồi đây, khi hai đối tượng giết người này không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trở về hòa nhập với cộng đồng, điều gì sẽ xảy ra? Cơ sở mình cũng rất là đơn giản. Nhưng mà cái phòng ốc thì cũng đơn giản, giống như điều trị một ca bệnh bình thường, không có phải tù nơi chỗ mà mình giam giữ họ. Đó, cho nên mình cũng có những cái khó khăn ban đầu như là cố định họ nhiều ngày này, sợ đó, khi ra là tấn công liền. Hiện nay, tỷ lệ tái nghiện của các đối tượng ma túy là rất cao, chiếm đến 80-90%, đặc biệt là nghiện ma túy đá.
Ai dám đảm bảo rằng các đối tượng giết người này sẽ không tái nghiện? Và ai dám đảm bảo rằng khi trở về hòa nhập với cộng đồng, các đối tượng này sẽ không tiếp tục mượn ma túy, dùng ma túy để thực hiện những vụ án giết người man dợ? Cái điều 13 và điều 14 nó chỏi nhau cả về câu từ và cả về cái cách thức để xử lý. Có nghĩa rằng nghĩ là tình trạng không có năng lực và là phạm tội trong trạng thế do dùng rượu hoặc các kích thích khác đối với trường hợp bình thường, nhưng đối với những trường hợp ma túy là không phân biệt được. Không phân biệt được là lúc nào thì anh tỉnh mà lúc nào thì anh là không tỉnh. Đây là cái cả hệ của luật pháp. Các ngành chức năng tại Đà Nẵng đã nhiều lần họp khẩn nhằm tìm các biện pháp bảo vệ người dân và ngăn chặn tội phạm do ngáo đá gây ra. Quyết tâm là vậy, song trên thực tế thì bị vướng bởi quy định cứng nhắc của điều 13 Bộ luật hình sự. Gặp rất nhiều khó khăn về cái việc xử lý tội phạm. Một là phải ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ, rồi tiếp tục phải ra quyết định bắt buộc chữa bệnh. Chính vì cái việc này thì ảnh hưởng rất lớn về cái dư luận xã hội cũng như về cái việc răn đe và phòng ngừa tội phạm chung ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Và chính cái khó khăn trong việc xử lý này thì cái kiến nghị của cơ quan cảnh sát điều tra với các ngành trung ương ấy, là nên có cái văn bản hướng dẫn liên ngành trung ương để có cái hình thức xử lý kịp thời và đúng người đúng tội đúng pháp luật. Không chỉ mang đến một nỗi ám ảnh cho xã hội, cho cộng đồng, sự bế tắc trong quá trình điều tra xử lý các vụ trọng án mà quy định trong điều 13 của Bộ luật hình sự còn là kẽ hở cho các đối tượng, các tổ chức tội phạm nguy hiểm mượn ma túy đá để thực hiện những hành vi phạm tội nghiêm trọng. Đà Nẵng đã từng xảy ra vụ án sau khi sử dụng ma túy đá để cướp ngân hàng. Đồng Tháp có đối tượng sử dụng ma túy đá giết tình địch. Tây Ninh có vụ dùng ma túy đá thanh toán đối thủ. Và chắc rằng con số đau lòng bởi các vụ án man dợ như thế này sẽ không hề dừng lại nếu như các cấp, các ngành trung ương và những nhà làm luật không nhìn thẳng vào sự vận động của thực tiễn, không sớm tìm ra giải pháp, thì ngáo đá vẫn sẽ là mối họa. Đến đây, chương trình An ninh Đà Nẵng tuần này cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.